Vâng, ngày hôm nay ngày 5 tháng 5 thì một cái đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trải ra Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Và theo như lời của chúng tôi thì cái đợt nắng nóng này xảy ra gay gắt nhất là trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6. Với cái nhiệt độ khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Và cái nhận định thì cái đợt nắng nóng này có khả năng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng 6 và sang ngày mùng 7. Thì nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ sẽ dịu dần và kết thúc vào ngày mùng 7. Còn khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ thì nắng nóng trong ngày mùng 7 vẫn còn duy trì đến ngày mùng 8 thì kết thúc. Vâng, thưa ông, theo dự báo thì khả năng nắng nóng vượt mốc lịch sử có hay không? Vâng, theo nhận định của chúng tôi thì trong cái đợt nắng nóng này, khu vực phía Tây Bắc Bộ cùng với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là nơi chịu tác động của cái thấp nóng phía Tây cũng như cái hiệu ứng gió phơn, nên là cái nhiệt độ khu vực này có nhiều điểm có khả năng cao trên 40-41 độ và cái khả năng nó có cái một số điểm có khả năng vượt cái giá trị lịch sử của tháng 5. Thưa ông, trong đợt nắng nóng này thì nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì cao nhất ở khoảng bao nhiêu? Vâng, theo nhận định của chúng tôi thì trong cái 2 ngày mùng 5 và ngày mùng 6 thì khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ sẽ là cái nắng nóng đỉnh điểm. Ở Hà Nội cũng như vậy. Và cái nhiệt độ ở Hà Nội có khả năng trên 38, ở cái mức 38 và có nơi trên 38 độ. Theo ông thì dự kiến trong cái tháng 5 này thì sẽ có khoảng bao nhiêu đợt nắng nóng diện rộng như thế này? Vâng, theo nhận định của chúng tôi thì trong tháng 5 này chỉ còn khoảng từ 2 đến 3 đợt nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, những tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Vâng, theo ông thì nhiệt độ Hà Nội theo cái biểu đồ dự báo thì nhiệt độ Hà Nội trong dự báo xa thì có một đoạn thời điểm bị giảm nhiệt. Vậy thì thời tiết chịu ảnh hưởng của hình thái nào mà nhiệt độ lại giảm như thế, thì đây có phải là do gió mùa Đông Bắc hay là thủy tụ gì? Vâng, về cái nhận định trong những ngày gần tới, chúng tôi nhận định là khoảng ngày mùng 7 sẽ có một đợt không khí lạnh cuối mùa tác động. Dưới tác động của không khí lạnh cuối mùa này nó sẽ làm kết thúc cái nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ như khu vực Trung Bộ. Và chính cái tác động của không khí lạnh này làm cho cái biến trình nhiệt của Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới sẽ có xu hướng giảm. Và đấy là cái xu hướng giảm nhiệt do cái tác động của không khí lạnh. Thưa ông, hôm nay thì đã có cái cảnh báo về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gần Biển Đông. Thì vì theo ông thì cái dự báo áp thấp nhiệt đới này có khả năng gây những tác động nào đến vùng biển hay đất liền nước ta không ạ? Vâng, theo cái nhận định của chúng tôi thì cái áp thấp nhiệt đới này có khả năng sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cái áp thấp nhiệt đới đầu tiên tác động đến trên vùng biển nước ta. Và nó sẽ gây ra một cái gió mạnh cũng như cái mưa dông lốc mạnh trên cái khu vực phía đông của khu vực giữa và nam Biển Đông. Và còn về cái tác động xa hơn thì cũng có lẽ chúng ta phải xem xét thêm trong cái những cái bản tin chúng tôi cập nhật hàng ngày. Vâng, thưa ông,